Quay trở lại với kênh A4 của Clement, và đây là trận đấu thứ hai giữa game thủ Vô Tịch và game thủ Lucifer ở trong chung kết vòng 1 của giải đấu Golden League 2. Trong trận đấu này thì game thủ Vô Tịch là người cầm cho mình con Đức, còn Lucifer là người cầm cho mình con Ottoman. Thời điểm đầu Lucifer đưa ra 5 con dân khai thác cho mình, lấy được cho mình 50 đá và lột về nhà chính để có được cho mình đó là 100 đá xây cho mình cái trường quân sự, và tiếp tục là một tình huống tốc biến đến từ vị trí của game thủ Lucifer. Đây là cái trường quân sự được game thủ Lucifer thiết kế. Map đấu là map Rocky Kalong. À đây là map Dry River thì đúng hơn, đúng không nhỉ? Map Rocky Kalong anh em ạ. À Kanzon chứ không phải là Kalong. Trong khi đó thì Trịch là người cầm cho mình con Ấn Độ. Ở thời điểm đầu tiên thì Trịch đã xây cho mình một cái thánh đường Hồi giáo, bắt đầu nâng cấp cho mình công nghệ đó là sản xuất hiệu quả, sau đó là công nghệ lòng mộ đạo, và tiếp đó là công nghệ sự linh thiêng ở đời 2. Hai công nghệ cực kỳ quan trọng của Ấn Độ đó là công nghệ sản xuất hiệu quả và công nghệ sự linh thiêng. Công nghệ đầu tiên thì sẽ cho phép những đơn vị học giả của Ấn Độ có thể trú đóng ở trong những cái trường quân sự, giảm đi 50% thời gian mua quân. Và công nghệ thứ hai cho phép những con học giả của anh ta có thể chiếm những thánh địa ở trên bản đồ. Đây là một bài đấu mà Trịch rời xa khu vực bãi cá, Trịch không ăn cá, và Lucifer cũng là như vậy, Lucifer cũng không ăn cá, đang bắt đầu có cho mình những đơn vị lính giáo free đến từ vị trí của game thủ Lucifer trong một bán đấu mà anh ta cầm cho mình con Ottoman. Ottoman đối đầu với cả con Ấn Độ thì kèo này cũng mình cũng chỉ đánh giá là kèo cân thôi. Cả Ottoman và Ấn Độ đều có cho mình cái điểm mạnh đó là cái khả năng lở quân cực kỳ khủng khiếp. Tuy nhiên thì con Ottoman nó có một cái điểm tốt hơn so với con Ấn Độ là dân của nó không phải đi ăn hoang quá nhiều thời điểm sớm, mà do nó tập trung ăn ở gần nhà chính của mình thôi. Đi harass con Ottoman ở thời điểm sớm thực ra cũng không có gì để harass nha anh em nha. Vào trận mấy lag rồi mọi người? Vào trận với lag à? Anh thử tắt bên Discord đi xem. Bởi vì vào trận với lag thì không phải do mạng đâu. Anh tắt Discord xem nó hết lag không nào. Trận này live rồi mà. Trận này ngày hôm qua đã live đâu anh em nhỉ? Ấn Độ đối đầu với Ottoman, chúng ta hãy cùng chờ xem định làm gì. Trận hôm qua mình like là một trận mà Ottoman đối đầu với cả Ấn Độ, mà trận đấy này Lucifer cầm cho mình con Ả Rập thì phải, và Vô Tịch là người cầm cho mình con Ottoman. Trận này hôm qua chưa bình luận rồi hay sao ấy? Trận này hôm qua anh nhớ là anh chưa mà. Đúng không nhỉ? Đây là công trình tháp chiến thắng đến từ vị trí của game thủ Vô Tịch. Anh em đang xem live có thể check giúp mình xem là trận này hôm qua mình bình luận chưa. Mình nhớ là trận này mình chưa bình luận mà. Giáo đường tháp đôi đến từ vị trí của game thủ Lucifer. Trịch lựa chọn cho mình lên lời bằng công trình landmark đó là tháp chiến thắng chứ không phải là mái vòm đức tin. Sau khi lời xong thì có lẽ là Trịch sẽ xin xây thêm cho mình một cái thánh đường Hồi giáo nữa để có thể xin cho mình những con học giả ở trong cái thánh đường Hồi giáo thứ hai, nhét vào cái công trình thánh đường Hồi giáo đầu tiên. Và đang bắt đầu thả cừu về chính. Số lượng cừu mà game thủ Vô Tịch tích được ở trong trận đấu này cũng đang là khá nhiều, 11 con cừu được tích ở trong khu vực nhà chính của mình rồi. Anh ta để lại cho mình là 4 con dân khai thác thực, tập trung vào cái việc đó là khai thác gỗ, và bỏ luôn dân vàng đến từ vị trí của game thủ Vô Tịch rồi. Trịch không khai thác vàng luôn anh em ạ, không lấy vàng luôn. Hơi đầu gấu đến từ vị trí của game thủ Vô Tịch. Trong khi đó thì Lucifer đang bắt đầu thiết kế cho mình một cái trại khai thác gỗ để có thể có được cho mình lượng gỗ dư dả ở thời điểm về sau. Lên đời xong, nhiệm vụ đầu tiên của con Ottoman này nó tiếp tục khai thác thêm 50 đá, xây thêm cho mình một cái trường quân sự thứ hai và thiết kế cho mình cái nò rèn. Sau đó là xây những cái nhà quân xung quanh cái nò rèn của mình. Ở đời 2 thì con Ottoman được giảm đi 25% thời gian mua quân nếu như nhà quân xây xung quanh cái nò rèn. Đời 3 là 33% và đời 4 là 40%. Vậy nên cái việc lở quân của con Ottoman ở thời điểm đời 2 và đời 3 nó cực kỳ đáng sợ. Nếu như mà đối phương không đủ lượng quân để có thể thủ nhà thì rất dễ bị con Ottoman nó one hit ở thời điểm sớm. Đây là cái gì? Vâng, đây là cái nò rèn đến từ vị trí của game thủ Vô Tịch. Trịch lựa chọn xây thêm cho mình một cái nò rèn mới, bắt đầu nâng cấp cho mình những công nghệ kinh tế ở trong các cái công trình khai thác của mình.
Chưa thấy Trịch động thái xây nhà quân đến từ vị trí của game thủ vô Trịch nha. Chúng ta hãy cùng chờ xem ở trong trận đấu này thì Trịch sẽ lựa chọn cho mình cái đơn vị quân là gì. Và có một cái trường bắn là công trình đầu tiên. Có lẽ rằng khi đã lựa chọn cho mình cái phương án là đánh cho mình cái trường bắn rồi thì ở thời điểm tiếp theo Trịch sẽ lựa chọn cho mình những con kỵ nhẹ và sẽ là một cái chuồng ngựa. Còn trong khi đó ở phía bên này, bằng Ottoman trong tay game thủ Lucifron đang bắt đầu đưa dân của mình ra để có thể khai thác thêm cho mình 100 đá xây cho mình cái trường quân sự thứ hai. Chúng ta hãy cùng chờ xem ở tình huống này thì Lucifron sẽ khai thác cho mình bao nhiêu đá đây. Lấy thêm cho mình 100 đá hay lấy luôn cho mình 200 đá. Và Noren đang bắt đầu được thiết kế. Cái Noren thiết kế này thì cái trường quân sự của game thủ Lucifron vẫn nằm trong cái phạm vi ảnh hưởng của cái Noren, vẫn được giảm đi 25% thời gian mua quân nha. Và một nhà lính và một trường bắn, đấy là sự lựa chọn của game thủ vô Trịch ở trong ván đấu này anh em ạ. Anh ta không xin thêm cho mình những đơn vị học giả nữa mà chỉ tập trung vào cái việc đó là xây nhà quân thôi. Và lên luôn cho mình một cái chuồng ngựa nữa anh em ạ. Một trường bắn, một nhà lính và một chuồng ngựa combo khéo bao búa là đầy đủ đến từ vị trí của game thủ vô Trịch. Trong khi đó ở phía bên này thì ông anh Giai, vâng ông anh Giai mới bắt đầu thiết kế cho mình một cái trường quân sự thứ hai. Và sau khi có được hai trường quân sự, chúng ta hãy cùng chờ xem dựa vào cái lượng dân khai thác vàng đến từ vị trí của game thủ Lucifer thì tôi nghĩ rằng trong trận đấu này game thủ Lucifer sẽ là một bài châu quân ở đề 2 chứ không phải là một bài nhảy ma quá sớm nha. Xây thêm cho mình một cái trường bắn khi đã có được cho mình những đơn vị cung thủ rồi thì tôi nghĩ rằng ở trong trận đấu này khả năng cao là game thủ Lucifer sẽ lựa chọn cho mình một phương án đó là châu cho mình những đơn vị cung thủ kẹp với cả những con Sipahi, những con kỵ nhẹ và một vài lính giáo. Đơn vị lính giáo của anh ta vẫn đang đứng tại nhà. Còn nếu như anh ta xác định chơi cho mình những đơn vị lính giáo thì anh ta xây cho mình một cái nhà giáo từ sớm rồi. Và cái trường bắn thứ hai đến từ vị trí của game thủ Lucifron, hai trường bắn kết hợp với cả hai cái trường quân sự đang bắt đầu xin cho mình những đơn vị Sipahi ở trong cái trường quân sự của mình. Có một vài con Sipahi rồi. Còn trong khi đó Trịch thì sao? Trịch không ăn vàng, không xin thêm cho mình những đơn vị học giả nào cả. Vẫn đang có được cho mình đang có cho mình một con cung thủ đứng tại nhà và những con kỵ nhẹ của anh ta đang bắt đầu đi cắt đi. À không, đây là hai con cung thủ của anh ta đang bắt đầu được cắt đi. Khả năng cao là Trịch đang muốn đưa những đơn vị cung thủ của mình ra để có thể bo cái khu vực thánh địa này lại, sẵn sàng những tình huống chiếm thánh địa ở thời điểm về sau. Trong khi đó thì ông anh già Lucifer cũng đã phát hiện ra, vâng, đã phát hiện ra cái đường đi quân đến từ vị trí của game thủ vô Trịch, phát hiện ra ý đồ của game thủ vô Trịch và đang bắt đầu đưa scout của mình ra đây, đồng thời là cũng sẽ tổ chức mang quân ra khu vực đó. Vâng, con lính giáo được cắt ra ngay đến từ vị trí của game thủ Lucifer. Trịch cũng đang bắt đầu hộ tống con học giả của mình ra để chiếm cái thánh địa đầu tiên. Và Lucifron thì đã cắm một cái mắt của mình đây rồi. Chỉ cần chờ, vâng, chờ thằng em của mình ra là Onin quân của mình đến đây thôi. Đặt chân vào thánh địa đến từ vị trí của game thủ vô Trịch. Nhưng có vẻ như chưa nâng cấp xong thì phải anh em ạ. Vâng, công nghệ sao thì phải. À, công nghệ sẽ linh thiêng đã nâng cấp xong rồi. Đã nâng cấp xong rồi nhưng chưa chiếm được đến từ vị trí của game thủ vô Trịch này. Không, đã đuổi được con scout của game thủ vô Lucifer ra bên ngoài và anh ta đang bắt đầu chiếm thánh địa. Sẽ là một tình huống mà bò nhanh cái khu vực thánh địa này lại đến từ vị trí của game thủ vô Trịch đây. Bò nhanh thánh địa, trong khi đó ở nhà của mình hai trường bắn và hai trường bắn đến từ vị trí của game thủ Lucifer rồi. Sau đó sẽ là gì, chúng ta hãy cùng chờ xem. Bắt đầu nâng cấp cho mình những công nghệ đầu tiên, đó là công nghệ sát thương tầm xa, sau đó là giáp chống tên, sau đó là sát thương cận chiến. Sẽ là một bài đấu full binh giáp đến từ vị trí của game thủ Lucifer để có thể kết thúc con Ấn Độ để càng sớm càng tốt. Khi con Ottoman nó có được cho mình cái lợi thế đó là ở nhà chính của nó vẫn có cho mình những cái quả mọc ra liên tục. Thời điểm này lượng dân chưa phải là quá nhiều, cố gắng châu quân và lấy được cho mình những cái chỉ số tốt về mặt quân sự thì anh ta sẽ có một bài đấu mà có thể ôn in và ốp chết con Ấn Độ ở thời điểm mà game thủ vô Trịch có ý đồ nhảy ba. Bạn trà San Tuyết Vị Xuyên có hỏi đây là game gì thì đây là game AoE4 nha mọi người nha, đây là game AoE4. Sau khi lấy được cho mình cái thánh địa, đồng thời là bò kín cái khu vực thánh địa này rồi thì Trịch đang bắt đầu di chuyển quân của mình xuống khu vực cái thánh địa ở khu vực giữa bản đồ. Trong khi đó ở đây đại quân của game thủ Lucifer cũng đang đón nóng ở đây, chỉ chờ game thủ vô Trịch ra là tát thôi anh em ạ. Đây rồi, Trịch đang bắt đầu di chuyển ra. Lượng quân của game thủ vô Trịch ở thời điểm hiện tại đang là 24, trong khi đó lượng quân của game thủ Lucifer đang là 26. Bên này là kéo bao búa cũng nào đầy đủ đến vị trí của game thủ vô Trịch. Trong khi đó ở phía bên này thì game thủ Lucifer không ra quá nhiều cho mình những đơn vị lính giáo nha. Anh ta đang có cho mình cần có cả kỵ trống ở đây rồi. Lượng quân của anh ta coi như được tăng thêm 25% và một tấn dí đầu tiên đến từ vị trí của game thủ Lucifron. Anh ta bắn rỉa những đơn vị cung của đối phương là rất tốt và những tình huống hit and run bằng kỵ nhẹ chạy trước. Sau đó khi những đơn vị lính giáo của đối phương bị bỏ lại phía sau và bị chặn bởi những con kỵ nhẹ của đối phương thì anh ta sẽ lao những con kỵ nhẹ của mình lên để cản mặt cho những đơn vị cung thủ của mình bắn chùa. Và điểm phá hủy của game thủ Lucifron đang là 1.300, trong khi đó điểm phá hủy của game thủ vô Trịch đang là 800. Và những tình huống điều quân đầu tiên thì Lucifron đã có được cho mình những cái lợi thế cực kỳ lớn rồi anh em ạ. Tranh nhau khoảng tầm
700 điểm phá hủy, và 700 điểm phá hủy ở trong những tình huống giao tranh đầu tiên, nó là một cái điều gì đó rất đáng sợ. Lượng quân của game thủ Luzon ở thời điểm hiện tại đang là 25, trong khi đó lượng quân của game thủ Trịch đang là 20. Trịch thời điểm này liệu rằng có tăng thêm nhà quân hay không, khi lượng quân của anh ta vừa bị mất đi trong tình huống giao tranh đầu tiên là kha khá. Có tăng thêm nhà quân hay không đây? Đang bắt đầu đưa dân ra bên ngoài ăn hoang đến từ vị trí của game thủ Trịch rồi. Trong khi đó ở phía bên này thì Luzon cũng đang bắt đầu cắt thêm 4 con dân của mình ra để có thể ăn hoang. Vâng, Nusibon đã có được cho mình một cái điểm tể tướng, và anh ta đã đầu tư cái điểm tể tướng đó vào cái việc đó là xin thêm cho mình một công trình trường quân sự ở đời 2, 3 trường quân sự ở đời 2 đến từ vị trí của game thủ Lucifon rồi. 2 trường bắn không, bây giờ là 3 trường bắn đến từ vị trí của game thủ Lucifon. Những cái trường quân sự này anh ta sẽ xin cho mình những đơn vị Sipahi Free, trong khi đó những cái trường bắn là những đơn vị cung thủ, và cung thủ kẹp với cả Sipahi, một combo cực kỳ khét tiếng của con Ottoman này. Và tiếp tục là những tình huống bắn hit and run đến từ vị trí của game thủ Lucifron. Lượng giáo được bơm ra đến từ vị trí của game thủ vô địch ở trong trận đấu này chưa phải quá nhiều. Anh ta đang cố gắng giữ khoảng cách cho những đơn vị cung của mình, sau đó là đưa những con Sipahi ra để có thể chặn mặt những con kỵ nhẹ của đối phương, cố gắng ăn hết linh giáo đến từ vị trí của game thủ vô địch. Bây giờ thì lượng quân của game thủ Lucifron đang đông áp đảo hoàn toàn, và anh ta sẵn sàng đứng tanh cơ đối đầu với cả những đơn vị cung thủ đến từ vị trí của game thủ vô địch luôn. Bây giờ và Trịnh đã bắt đầu rút lui, tuy nhiên đây là tốc độ truy sát của những con kỵ nhẹ, vâng, kỵ nhẹ của Sipahi. Và trong cái đơn tháo chạy này thì Trịnh sẽ tiếp tục là để mất cho mình một lượng quân nữa, không, đứng tại chỗ đến từ vị trí của game thủ Lucifron để có thể bảo vệ, để có thể vô hiệu hóa cái thánh địa của game thủ vô địch, đồng thời ở nhà của mình có nâng cấp công nghệ gì thêm không. Vâng, đã nâng cấp cho mình công nghệ sát thương tầm xa, đã nâng cấp cho mình công nghệ giáp chống tên rồi, liệu rằng có nâng cấp thêm cho mình công nghệ sát thương cận chiến và giáp cận chiến hay không. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cái nhà quân là những gì mà game thủ Lucifron đang có. Trong khi đó ở nhà của mình, Trịch xây cho mình một cái chợ, chuyển biến những tài nguyên vàng dư thừa sang thực gỗ để có thể có được cho mình những tình huống giết quân mạnh mẽ hơn. Trịch cũng đang bắt đầu đưa dân của mình ăn hoang thêm một bầy hươu nữa. Lượng kỵ nhẹ trong tay game thủ Lucifron ở thời điểm đại đang có là 6 con, trong khi đó ở phía bên kia thì lượng giáo trong tay game thủ vô địch đang là 7 con. Tuy nhiên thì những con giáo của game thủ vô địch cảm giác như không thể chạm được vào kỵ trong tay game thủ Lucifron. Lucifron là một trong những game thủ có khả năng micro quân cũng cực kỳ khủng khiếp. Vâng, nếu như ở trong những tình tiết nhỏ mà game thủ vô địch không có được cho mình những cái lợi thế về mặt quân sự thì ở trong những tình huống tiếp theo, vô địch sẽ là người bị thiếu tài nguyên nha. Vô địch đang có tình huống phản công đang là khai. Lượng quân tiếp viện đến từ vị trí của game thủ Lucifron đang không tới và không đến kịp với cả là khu vực giao tranh này. Lượng quân của anh ta mất đi ở trong quãng thời gian này đang là khá nhiều. Điểm phá hủy đang bắt đầu đưa về thế cân bằng rồi. Lucifron đang cố gắng giữ con kỵ trống của mình để con kỵ trống của mình không phải xin ở những tình huống tiếp theo, khi anh ta không có cho mình một cái chuồng ngựa. Để xin một con kỵ trống đến từ vị trí của game thủ Lucifron, nếu như mà anh ta không có cho mình một cái chuồng ngựa thì nó sẽ mất rất nhiều thời gian. Vậy nên là cái việc bảo vệ con kỵ trống ở thời điểm đầu tiên là cực kỳ quan trọng đến từ vị trí của game thủ Lucifron. Bây giờ thì lượng quân của game thủ Vũ Trịnh đang áp đảo với 32 đơn vị quân đối đầu với cả 19 đơn vị quân đến từ vị trí của game thủ Lucifron. Vâng, nhưng bây giờ là một tình huống mà Trịnh có vẻ quân của Trịnh đang lên hơi cao. Liệu rằng có kịp thời rút lui đến từ vị trí của game thủ Vũ Trịnh hay không, hay là những gì mà được coi là lợi thế của game thủ Vũ Trịnh sẽ bị lột phép cho ông anh của mình ở trong cái tình huống giao tranh này, khi lượng quân đến từ vị trí của game thủ Lucifron lở ra là nhanh hơn và đến kịp thời khu vực giao tranh hơn. Vâng, đúng là như vậy, lượng quân tiếp viện đến từ vị trí của game thủ Vô Trịch tới là hơi chậm, khiến cho cái lượng quân của game thủ Lucifron ở trong thời điểm này đang có khá nhiều cái tình tiết lợi thế. Còn kỵ trống đến từ vị trí của game thủ Lucifron nó sống dài thật, sống rất dài đến từ vị trí của game thủ Lucifron luôn. Bây giờ vẫn còn con kỵ trống đầu tiên, chưa mất con kỵ trống nào cả. Với cái lượng quân khá mỏng đến từ vị trí của Vô Trịch mà anh ta vẫn hùng hổ lao lên, lao thẳng lên khu vực nhà quân của đối phương. Hơi gấu đến từ anh chàng Vô Trịch này. Và tôi nghĩ rằng tuần này Trịch hơi sai rồi. Anh ta đang cố gắng đẩy lên để những đơn vị học giả của mình có thể chiếm đóng thi địa lâu hơn, nhưng sẽ có đi mà không có về đến từ vị trí của game thủ Vô Trịch. Giá như sau tình huống combat đó anh ta đứng quân chậm lại. Và bây giờ thì anh ta bắt đầu đứng quân chậm lại rồi, chậm lại ngay một chút nữa, sớm hơn một tí nữa thì cái lượng quân mất đi của anh ta sẽ không phải nhiều như vậy. Và bây giờ thì anh ta đang bắt đầu đứng quân ở khu vực giữa bản đồ để bảo vệ con học giả của mình có thể có thêm thời gian lấy cho mình cái thánh địa thứ 3 ở khu vực góc 3 giờ. Cố gắng lấy được cái thánh địa thứ 3 ở khu vực góc 3 giờ thì anh ta sẽ có thể áp đảo đối thủ bằng cách là anh ta có được cho mình một lượng vàng dư giả. Và Lucifron cũng là một bài đấu mà anh ta vắt tài nguyên chất lực chứ không hề có ý đồ là tích đồ nhảy ba nha. Tăng thêm cho mình một cái trường bắn tiếp theo đến từ vị trí của game thủ Lucifron.
4 trường bắn rồi, đây là trường bắn thứ tư rồi. Trong khi đó thì Trịch vẫn chỉ là 3 cái nhà quân, vâng 3 cái nhà quân, nhưng thực tế là 6 cái nhà quân anh em nha, vì tất cả các nhà quân của game thủ của Trịch đều nhét có cho mình một con học giả vào bên trong, nó giảm đi 50% thời gian mua quân. Và bây giờ thì tình huống mà game thủ Lucifer vừa mất đi cho mình một con kỳ trống, tuy nhiên thì Trịch đang không có những đơn vị quân để có thể cover cho những con cung thủ của mình. Một con lính giáo xuất hiện, và một con lính giáo xuất hiện, nhưng nó ngay lập tức nằm xuống. Lượng quân của game thủ Lucifer bây giờ vẫn đang ít hơn so với cả game thủ vô Trịch. Điểm phá hủy của game thủ vô Trịch bây giờ đang bắt đầu áp đảo so với cả game thủ Lucifer rồi. Trịch sẽ cần có những tình huống lắn lót hơn, tránh tình trạng là bằng công giá tràng. Những gì mà Trịch đang có lợi thế, Trịch cần phải duy trì bằng tổ chức giao tranh ít lại một chút. Vâng, đừng lên nữa Trịch ơi. Trịch đang có lợi về mặt gọi là quân sự rồi. Trịch cần phải có những tên chậm nhịp lại để cho quân cover của mình có thể kịp thời tiến tới và cover cho những đơn vị quân chủ lực của mình. Vâng, chậm lại một tí thì sao? Chậm lại một chút, chờ bơm quân lên xem nào. Trịch đang rất gung ngủ anh em ạ. Trịch đang muốn lao lên thẳng nhà quân của đối phương. Vâng, với cái lượng quân không phải là quá đông, và đặc biệt là chỉ có mỗi một đơn vị binh chủng thôi, thì cái việc đẩy quân vào nhà đối phương nó trở nên khó khăn cực kỳ. Tôi cần Trịch có cho mình một cái khoảng thời gian yên bình hơn để có thể có thêm cho mình những con kỳ nhẹ, có thêm cho mình những con linh giáo để chống lại tình huống phản công đến từ vị trí của game thủ Lucifer. Nhà Lucifer bắt đầu thiết kế thêm cho mình những cái chuồng ngựa, xây thêm cho mình một cái nò đèn, và Lucifer tiếp tục đầu tư vào cái việc đó là phát triển quân sự của mình. Bây giờ thì con kỵ trống trong tay game thủ Lucifer đã có rồi, lượng quân bây giờ đang là 39 và 30. Trịch đã chiếm được cho mình cả 3 cái thánh địa. Bây giờ thì anh ta sẽ vừa đánh nhau vừa kiểm soát những cái thánh địa, không cho game thủ Lucifer cắt những con kỵ nhẹ để có thể đi vô hiệu hóa cái thánh địa của mình. Đồng thời ở nhà của mình, Trịch đang bắt đầu đưa dân của mình ra ăn hoang ở rất nhiều khu vực. Các bạn thấy là người giàu thì không bao giờ bỏ trứng vào một giỏ, anh ta không bao giờ mắc tất cả dân dã ăn một khu vực tài nguyên, mà mỗi một bãi tài nguyên anh ta cắt vài con dân dã ăn. Như vậy là cái việc harass của đối phương thì cũng chỉ có thể khiến cho game thủ Trịch đen nắm thì mất một khu vực thôi, chứ không thể mất tất cả. Và đây là một tình huống mà game thủ Lucifer đang đẩy ra khu vực giữa bản đồ. Trịch phải cần phải có những tình huống mà anh ta phải chỉ chuột chính xác và giết chết con kỵ trống của đối phương để có thể giảm đi áp lực đến từ con Ottoman này. Lượng quân của game thủ Trịch hiện tại đang là 48, trong khi đó lượng quân của game thủ Lucifer đang là 39. Vâng, đang cố gắng đẩy lên quân cao hơn đến từ vị trí của game thủ vô Trịch để có thể có thêm thời gian chiếm thánh địa. Lượng vàng của anh ta sẽ tăng lên cực kỳ nhanh. Vâng, Trịch không đầu tư. Trịch tại sao lại không đầu tư vàng của mình vào việc ra cho mình những đơn vị học giả đi hồi máu nhỉ? Quá sai lầm đến từ vị trí của game thủ vô Trịch rồi. Các bạn thấy lượng vàng của game thủ vô Trịch đang là 600. Anh ta muốn tích đồ nhảy ba ư? Giá như mà anh ta tiếp tục xin cho mình những đơn vị học giả để có thể hồi máu cho những đơn vị quân của mình thì chắc chắn rằng ở trong tình huống combat anh ta không thể nào thua là người thua cuộc khi lượng quân của anh ta là đông hơn và nhiều công nghệ hơn so với cả đối phương. Vâng, vẫn là 700 vàng đến từ vị trí của game thủ vô Trịch anh em ạ. Xin thêm vài con học giả. Bây giờ thì anh ta bắt đầu kéo học giả của mình lên. Ngày hôm qua chúng ta được chứng kiến một trận đấu mà biết trong một bài đấu cầm cho mình con Ấn Độ, anh ta xin tới tận 20 con học giả để đi hồi máu anh em ạ. Vâng, chiến sĩ chiến đấu thì chỉ có 20 con, nhưng mà quân y thì rơi vào khoảng tầm 25 con. Quân chủ lực nó còn đông, quân hậu cần nó còn đông hơn cả quân chủ lực. Vâng, Lucifer đang cắt một con dân của mình ra để vô hiệu thánh địa. Trịch cũng lập tức là cắt một con kỵ nhẹ của mình ra để giữ lại cái thánh địa này, kịp không? Thời gian, vâng, khả năng cao là vẫn kịp anh em ạ. Vẫn kịp, đặt chân vào thánh địa. Rồi, khi đặt chân vào thánh địa thì thời gian nó sẽ dừng lại. Hai bên đang có dấu hiệu chậm nhịp lại một chút. Trịch vừa có một tên mà đổi toàn bộ lượng vàng của mình sang đó là thực và gỗ để có thể xin quân thêm. Vẫn là ba nhà quân đến từ vị trí của game thủ vô Trịch, không nhiều hơn nha. Mỗi nhà anh ta xin khoảng chục con anh em ạ, nhà nào cũng xin một đống. Trong khi đó ở phía bên này thì game thủ Lucifer tăng thêm cho mình một cái chuồng ngựa và một cái trường bắn nữa. Lượng trường bắn của game thủ Lucifer hiện tại đang có là 4 nhà, 4 cái chuồng bắn và 4 cái chuồng ngựa. Ba thánh địa vẫn đang được game thủ vô Trịch chiếm đóng. Lượng dân của game thủ Lucifer thì hiện tại đang là 60, trong khi đó lượng dân của game thủ vô Trịch đang là 36. Cả hai đang không có những tình huống harass vào khu vực kinh tế của nhau. Vẫn đang tích quân ở khu vực giữa bản đồ để chờ một tên giao tranh quyết định của trận đấu này. Lượng quân của game thủ Trịch hiện tại đang là 68, trong khi đó lượng quân của game thủ Lucifer đang là 41, bằng Lucifer nhảy 3. Cảm giác không ăn được game thủ vô Trịch ở đế ai, Lucifer lên 3. Vâng, sau khi lên 3 xong thì anh ta chờ đợi con bắn đá của mình xuất hiện. Sau khi có được con bắn đá thì cái sức tàn phá của game thủ Lucifer sẽ trở nên cực kỳ đáng sợ. Tuy nhiên Trịch cũng đang muốn công lên ở ngay thời điểm mà được coi là yếu nhất của đối phương, tấn công vào bãi vàng, không cho đối phương có vàng để có thể ra cho mình những đơn vị kỹ năng cũng như là những đơn vị cơ giới mới hơn.
Và một tên tổng lực đến từ vị trí của game thủ Vô Địch, khi lượng quân của anh ta đang là gấp đôi. Ở thời điểm hiện tại thì game thủ Lucifer vẫn chưa có công nghệ đời 3 cho những đơn vị quân của mình nha. Vâng, những con kỵ nhẹ đến từ vị trí của game thủ Vô Địch đang lao vào là quá sớm. Những con học giả của anh ta chưa tiếp cận được. Vâng, combat ở ngay giữa nhà chính của đối phương. Trong khi đó thì cái thế đứng quân của game thủ Lucifer ở trong trận đấu này là đẹp hơn so với đối phương của mình là rất nhiều. Thế đứng quân của game thủ Lucifer đang là rất đẹp. Trong khi đó thì lượng quân của game thủ Vô Địch đang dồn lên ở khu vực giữa đường. Vâng, công nghệ đời 3 đã có cho những đơn vị cung thủ của mình chưa? Vẫn chưa, là chưa. Bây giờ thì đã hóa cung thủ đời 3 rồi anh em ạ. Bây giờ cung thủ của game thủ Lucifer đang là cung thủ đời 3 và anh ta vẫn đang cố gắng hit and run bắn đá. Vâng, xin được khoảng tầm 50% rồi. Lượng quân của game thủ Vô Địch vẫn đang tràn lên là như vũ bão. Liệu rằng có thể dứt điểm được trận đấu này đến từ vị trí của game thủ Vô Địch hay không? Tôi cần những đơn vị kỵ nhẹ nhiều hơn đến từ vị trí của game thủ Vô Địch. Vâng, một vài đơn vị kỵ nhẹ đến từ vị trí của game thủ Vô Địch đang bắt đầu cắt cử ra khu vực bãi gỗ, đang quấy rối vào khu vực kinh tế đến từ vị trí của game thủ Lucifron. Lucifron đang chờ đợi điều gì? Vâng, Lucifron đang chờ những con kỳ lặng được xin ra ở trong cái trường kỵ binh của mình. Sẽ là một tình huống mà anh ta có được cho mình 4 con kỳ lặng ở thời điểm sắp tới nha. Với 4 con kỳ lặng thì liệu rằng anh ta có xoay chuyển được thế trận hay không? Lượng quân của game thủ Vô Địch bây giờ chỉ còn là 37, trong khi đó lượng quân của game thủ Lucifron đang là 30. Vâng, quân tranh không phải là quá nhiều, trong khi đó thì công nghệ của game thủ Lucifron đang là công nghệ đời 3. Sẽ là một tình huống phản công bất ngờ, phản công đến từ vị trí của game thủ Lucifron. Trong khi đó Trịch đang là người lên đời 2 bằng công trình và ngôi nhà học tập. Bây giờ sẽ là một cuộc tháo chạy đến từ vị trí của game thủ Vô Địch. Nhưng con, vâng, con đất cho game thủ Vô Địch có thể chạy được hay không? Khi những đơn vị quân của con Ottoman này nó xin ra cực kỳ nhanh. Và sẽ là một tình huống mà game thủ Lucifer sẽ tấn công ngược vào những khu vực kinh tế đến từ vị trí của game thủ Vô Địch. Đặc biệt là trong một bài đấu mà game thủ Vô Địch yên hoang là quá nhiều, Lucifer sờ vào đâu cũng thấy dân của game thủ Vô Địch luôn. Những con kỹ năng được xin miễn phí ở trong cái trường quân sự này, thời gian mua đó là khoảng tầm 1 phút, à gần 2 phút mới được một con nha anh em nha. Xin cho mình những con kỳ lặng ở trong cái trường quân sự. 4 cái trường quân sự này xin 4 con kỳ lặng. Tương đương là cứ 1 phút anh ta sẽ có được 1 con. À đâu, cứ 30 giây sẽ có được 1 con anh em ạ. Vì thời gian mua là 2 phút mà. 2 phút mới được 1 con free. Mà có 4 nhà thì chúng ta cứ chia ra thôi. Thì là khoảng tầm 30 giây được 1 con. Vâng, ở đây các bạn có thể thấy là Trịch cũng đang cố gắng sử dụng những con kỵ nhẹ của mình để có thể là đi harass vào khu vực kinh tế của game thủ Lucifer, đồng thời là khiến cho game thủ Lucifer chậm lại cái bước tiến của mình. Trong khi đó Lucifer đang chờ đợi con bắn đá đầu tiên của mình xuất hiện. Vâng, con bắn đá đầu tiên của game thủ Lucifer đã xuất hiện rồi. Trong khi đó thì ở phía bên này Trịch có kịp thời cơ cấu cho mình những đơn vị kỵ nặng hay không? Vâng, tăng thêm cho mình một cái chuồng ngựa tiếp theo đến từ vị trí của game thủ Vô Địch. Đang bắt đầu có cho mình những con kỳ lặng rồi. Lượng kỳ lặng của game thủ Vô Địch ở thời điểm hiện tại đang có cho mình là 2 con, trong khi đó lượng kỳ lặng của game thủ Lucifer đang có cho mình là 3 con. Chuẩn bị có được cho mình là 7 con kỳ lặng đến từ vị trí của game thủ Lucifer với 4 cái trường kỵ binh của mình rồi. À, với 4 cái trường quân sự để kỵ mình. Vâng, con đầu tiên, con thứ hai, con thứ ba và con thứ tư. Máy bắn đá cũng đã có. Những con kỵ nhẹ đi harass đến từ vị trí của game thủ Vô Địch đã nằm xuống. Anh ta thiết kế thêm cho mình một cái nò rèn để giảm đi 33% thời gian, xin cho mình những đơn vị cơ giới free. Sự đáng sợ của con Ottoman sẽ bắt đầu thể hiện ở trong một ván đấu mà hai bên đều không có được cho mình cái khoảng không gian yên bình để có thể phát triển kinh tế dựa vào cái ăn hoang. Thì rõ ràng con Ottoman với cái lợi thế đó là ép quân free nó sẽ mạnh hơn so với cả những đơn vị quân ăn hoang là khá nhiều. Đưa những con kỵ của mình đi harass vào những khu vực ăn hoang của đối phương, sau đó là đẩy những đơn vị bộ binh kết hợp với cơ giới vào khu vực nhà chính của đối phương, đặc biệt là hủy đi những nhà quân của đối phương. Đấy là sự lựa chọn cực kỳ khủng khiếp của con Ottoman. Ở đây thì game thủ Vô Địch cũng đang bắt đầu thiết kế cho mình một cái xưởng vũ khí công thành, ra cho mình những cái máy phóng nào để đối đầu với những con bắn đá đầu tiên đến từ vị trí của game thủ Lucifron. Và cũng là một bài đấu cắt kỵ đi harass đến từ vị trí của game thủ Vô Địch và sờ được vào bãi lương của game thủ Lucifron rồi. Một gậy, hai gậy, và đây là 10 con dân đến từ vị trí của game thủ Lucifron sẽ phải nằm xuống. Và 10 con dân của anh ta sẽ phải nằm xuống, trong khi đó đại quân của anh ta không đi harass anh em ạ. Những con kỳ nặng đến từ vị trí của game thủ Lucifer đang sẵn sàng những tình huống all in vào nhà của đối phương. Anh ta tên này là được ăn cả ngã về không rồi, không tổ chức và harass vào những khu vực kinh tế đến từ vị trí của game thủ Vô Địch. Chỉ là một tình huống dứt điểm thôi, và chúng ta hãy cùng chờ xem liệu rằng có dứt điểm được hay không khi những nhà quân đầu tiên của game thủ Vô Địch bắt đầu lầm vào trong tầm bắn đến từ vị trí của game thủ Lucifron rồi. Vâng, Trịch đang có một tình huống mà anh ta đi dân kiểu gì vậy, mất khoảng tầm 5 con dân rồi. Lượng quân của hai bên đang là tương đương, nhưng ở đây thì các bạn có thể thấy là số lượng kỵ trong tay game thủ Lucifron hiện tại đang có bao nhiêu. Anh ta có cho mình là 9 con kỹ năng, trong khi đó ở phía bên này Vô Địch cho có mình 12 con kỹ năng rồi. 12 con kỹ năng, nhưng ở bên này cũng có được cho mình số lượng lỏ binh cũng là kha khá nha. Đang có cho mình số lượng lỏ binh cũng là khá khá đến từ vị trí của game thủ Lucifron. Và 17 đơn vị lỏ binh rồi, đứng ở đây rồi.
những con kỹ năng đến từ vị trí của game thủ vô trình rất khó để có thể áp sát được vào cái máy bắn đá. Vâng, con phóng nào của game thủ vô trình đã tiêu diệt thành công con bắn đá của đối phương rồi. Tuy nhiên cái lượng quân đứng tại chỗ của game thủ Lucifer ở trong tình huống này vẫn đang là khá đông. Kỹ năng của anh ta không còn quá nhiều, kỹ năng của game thủ Lucifer đâu rồi? Vâng, đang mải mê chém dân của game thủ vô trình. Tình huống này thì sao? Tình huống này thì bằng hai con phóng lao chứ không phải là một con bắn đá và GG luôn lên vị trí của game thủ vô trích. Vâng, tên này tôi nghĩ rằng vẫn còn có thể thoi thóp được cơ mà. Vẫn thoi thóp được thì tại sao lại không cố nhỉ? Vâng, tại sao lại không cố thêm một tí nữa đến từ vị trí của game thủ vô trích mà GG là hơi sớm anh em ạ. Vâng, anh ta vẫn còn dừng cái thác gỗ, vẫn còn dừng cái thác vàng, vẫn có thể ra được cho mình một cái máy bắn đá nữa. Và khi anh ta có được một cái máy bắn đá nữa thì tấn công đến từ vị trí của game thủ Lucian chưa chắc đã ăn được nhà mình. Nhưng mà GG luôn ạ. Hơi bịp đến từ vị trí của ông thần vô trịch này. Tỷ số là 2-0 dành cho game thủ Lucifron rồi. Ảo thật đấy, đúng là hai anh em đánh nhau. Mới đánh như thế, mới tắt yêu một cái mà đã quit rồi. Không thể chấp nhận được. Có nước Nhật hay Hàn không bác? Hiện tại thì vẫn chưa có nước Nhật hay Hàn các bạn nha. Con nào khắc chế Ottoman hả? Clearman. Nếu như mình tính thì con Mông Cổ, con Anh là hai đơn vị quân có thể khắc chế con Ottoman tốt nhất. Vâng, giải đấu thì đã vòng 1 đã chính thức kết thúc rồi. Vô Trịch là người giành được chiến thắng với tỷ số là